Lời đầu tiên cho phép em xin gửi tới tất cả hôn trường một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc. Sau đây em xin gửi tới hôn trường một nhạc phẩm Tình Đất, xin mời quý vị cùng lắng nghe.